Hello, xin chào tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của Token Online. Và hôm nay thì cậu Vàng sẽ giới thiệu anh em một con game mobile rất là thú vị có tên gọi là Tôi Cũng Là Đại Hiệp. Con game này thì của một nhà hàng nước ngoài họ phát hành, tuy nhiên là cũng sẽ hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt anh em nhé. Điểm đáng tiếc của con game này nó là nó mới chỉ có phiên bản dành cho hệ máy Android thôi. Thế nên anh em nếu mà không máy Android thì anh em có thể dùng giả lập để chơi thử nhá. Ok, bây giờ thì cậu Vàng sẽ trải nghiệm từ con game này nhá. Giới thiệu qua thì con Tôi Cũng Là Đại Hiệp này là một con game về đề tài kiếm hiệp. Đây, các bạn thể thấy đây là phần cốt truyện của game. Và bây giờ thì chúng ta sẽ vào vai một anh chàng là đệ tử còn sót lại của Lăng Tiêu Tông. Đó, nhưng bị đòi nợ anh em ạ. Bị một cô gái tên là Nhậm Phi Tuyết đến đòi nợ. Đấy. Nhậm Phi Tuyết này thì đến từ môn phái Côn Luân, võ công khá là bá đạo. Thì bây giờ mình sẽ phải học võ. Đấy, thông qua việc học võ thì mình sẽ vực dậy lại môn phái, kiếm tiền trả nợ. Chúng ta sẽ có một con game dạng nhập vai rảnh tay, hay được gọi biết đến với cái tên là game Idle RPG. Đó, ở đây thì các bạn có thể học mở khóa kỹ năng, bí kíp, võ công. Và sau này các bạn có thể dùng cái tài nguyên để nâng cấp cái bí kíp võ công này lên. Game này nó sẽ diễn ra theo kiểu thao tác là treo máy là chính. Game rảnh tay mà, chúng ta sẽ treo máy. Đây, mình vừa mở thêm một kỹ năng mới này, có tên gọi là Dã Cầu Quyền. Hệ thống võ công ở trong con game Ta Cũng Là Đại Hiệp này cũng rất là đa dạng nha. Chúng ta sẽ có 7 loại, à 10 loại, chính xác là 10 loại võ công khác nhau. Rồi, chúng ta sẽ vào chiến đấu này. Cái đồ họa của game này nó mang cái phong cách đồ họa 2D và những cái nét vẽ theo kiểu phong cách cổ phong, tức là những cái phong cách mang đậm chất kiếm hiệp Trung Hoa thời xưa. Nhìn mình thấy là cũng rất là ấn tượng, mình phải nói là từ rất là ấn tượng. Rồi, chúng ta có bắt đầu đi làm nhiệm vụ này. Các bạn thấy là cách chơi thì nó đơn giản thôi. Đây, mình có thể nâng cấp võ công này. Đấy, mở khóa võ công thứ 5. Chúng ta có 10 loại võ công nhá. Và bây giờ mình sẽ mở khóa võ công thứ 5. Rồi, đi làm nhiệm vụ mở khóa võ công này. Rồi, ở đây thì các bạn có thể x2 nhận thưởng nữa bằng cách xem quảng cáo. Mình sẽ tua qua cái phần quảng cáo ấy nhá. Tua qua phần quảng cáo ấy đi. Rồi, bây giờ mình mở khóa võ công thứ... võ công mới này. Võ công thứ 3. Thiết Xa Trưởng. Đó, cái hệ thống võ công trong game này nó sẽ chia rất là nhiều loại. Tí mình sẽ điểm danh cho anh em xem. Đấy, nó thành những cái bí kíp võ công mà anh em để học và có thể nâng cấp lên. Để nâng cấp thì các bạn sẽ cần điểm. Điểm này thì các bạn sẽ treo máy để lấy. Đây, mình học tâm pháp này. Có thể cường hóa võ công này. Quyền pháp, tâm pháp. Đó. Có phần bế quan tu luyện này. Đây, chúng ta có 10 loại võ công khác nhau. Tâm pháp, kiếm pháp, chỉ chảo, ám khí, thương côn, khinh công. Kiếm pháp này, đao pháp này, khinh công này, cước pháp này, chỉ chảo, trưởng pháp, quyền pháp và cuối cùng là tâm pháp. Đó, 10 loại võ công. 10 loại võ công này sau này thì có sự tương khắc lẫn giữa các loại võ công khác nhau nha. Để dành cho phần tính năng khiêu chiến tí nữa mình sẽ chỉ cho anh em. Ở đây mình có thể nâng cấp võ công lên này. Đó, sử dụng những cái điểm mình có được, khi mà treo máy thì các bạn để nâng cấp lên. Đủ điểm để mở khóa kỹ năng mới. Đây, mình học Long Trào Thủ. Long Trào Thủ một cái võ công rất là nổi tiếng của Thiếu Lâm. Các bạn thể thấy là những cái chiêu thức ở trong cái con game Ta Cũng Là Đại Hiệp này nó nhìn rất đơn giản nhưng mà đậm chất kiếm hiệp luôn. Mình rất là thích. Bạn nào mà thích cái đề tài kiếm hiệp mình nghĩ là anh em sẽ rất là thích cái con game mobile này. Là một con game dạng game nhập vai rảnh tay và cách chơi rất là đơn giản thôi. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ nha. Rồi, sau khi học võ công chúng ta sẽ đến phần khiêu chiến. Khiêu chiến này như kiểu đi đánh vượt ải cốt truyện thôi. Đó, đầu tiên chúng ta sẽ đến với Yến Tử Môn này. Và đây, vào đánh và chiến đấu. Đấy, chúng ta có những cái 5 loại võ học ra trận. Các bạn cũng học thì học 10 võ công nhưng mà chỉ có 5 võ công được sử dụng trong chiến đấu thôi. Và những cái võ công này có sự khắc chế lẫn nhau. Các bạn có thể sắp xếp để chúng khắc chế lẫn nhau. Sự khắc chế này nó sẽ khắc khoảng 10% sát thương. Đấy, nếu các bạn khắc chế võ công đối thủ thì sẽ tăng 10% sát thương. Các bạn hãy tự tay sắp xếp hoặc là ấn vào tự động sắp xếp cũng được. Nó có một tính năng là sự tự động sắp xếp võ công ấy, nó sẽ sắp xếp võ công cho bạn phù hợp nhất. Rồi, mình sẽ đánh cái này. Và tất nhiên là game có tính năng bỏ qua rồi. Đây, các bản đồ cốt truyện của game này. Đấy, rất là nhiều khu vực để các bạn trải nghiệm luôn. Tất nhiên là càng lên cao nó sẽ càng khó. Lúc đấy thì anh em sẽ phải nâng cấp nhiều. Đây, chúng ta có phần tính năng mới là
khai lập tông phái này, rồi các hoạt động giang hồ như kiểu đại hội tỷ võ, thượng cổ dị thú, tiếu ngạo giang hồ. Đó, đại cổ tỷ võ chắc là đấu trường này, thượng cổ dị thú chắc là săn boss, còn tiếu ngạo giang hồ thì mình chưa rõ, như kiểu là đệ tử gì đó. Cái đấy thì phải các bạn phải đủ lực chiến thì nó mới mở ra nhá. Đấy mà chiến đấu này. À, các bạn để quan sát là bỏ qua nhanh cũng được. Nhưng mà nhân vật chiến đấu nhìn khá là đẹp mắt. Với việc là hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt thì anh em chơi game này nó rất là dễ thôi. Đó, đáng tiếc là không có iOS, các bạn có thể chơi bằng giả lập cũng được. Đây, đấy các bạn thấy không? Mình vừa khắc chế võ công đối thủ thì sẽ có hiển thị một cái mũi tên màu xanh, nếu mà bị khắc chế nó là mũi tên màu đỏ. Anh em lưu ý nữa, chơi bằng giả lập thì thỉnh thoảng nó sẽ bị cái lỗi là mất kết nối đến server nhá, mình không hiểu tại sao luôn. Ở đây thì mình đang chơi bằng điện thoại. Tốt nhất là anh em nếu có điện thoại Android chơi được thì tốt, chứ còn giả lập thì cũng hên xui lắm. Chả hiểu sao mình dùng giả lập không vào được, đành phải chơi tạm bằng mobile. Long trả thủ, ui nó ngắt chiêu mình luôn mà. Đấy, cơ chế chiến đấu tự động thôi, các bạn hãy bỏ qua nhanh cũng được. Mình nhận được một cái vật phẩm mới. Rồi chúng ta sẽ qua chương chương 2 này. Mãnh Hổ Bang, mỗi một địa điểm trong game. Các bạn thấy cái bối cảnh của game không? Cái bối cảnh game vẽ đậm chất kiếm hiệp luôn, các cái tòa nhà kìa. Cái kiến trúc công trình đậm chất kiếm hiệp luôn. Đây, mình có thể cường hóa võ công này để thu được nhiều cái tài nguyên hơn. Đó, rồi mở khóa kỹ năng mới. Rồi, Thê Vân Tung. Đây là một bộ khinh công nha anh em. Đấy, võ học khinh công. Chúng ta tổng cộng là 10 bộ võ công. Rồi chúng ta có phần ưu đãi này, ở ưu đãi này có miễn phí và có cả dùng kim bảo mua. Kim bảo thì trong game lúc mà bạn chơi thì nó cũng tặng cho một ít để các bạn để mua được. Đây mình nâng cướp pháp này. Đấy, sau khi nâng đủ level cướp pháp của võ công thì các bạn để tiến cấp nhá. Tiến cấp thì nó sẽ kiếm thêm điểm tu luyện cho bạn. Cái điểm các bạn nhận được nó gọi là điểm tu luyện nhá. Chính xác là điểm tu luyện luôn. Nó ở bên trên góc trên thì à. Mỗi giây thì các bạn sẽ được thu được bao nhiêu điểm đó. Và khi đủ điểm thì các bạn có thể mở khóa bí kíp võ công mới hoặc là để nâng cấp những cái bí kíp võ công cũ. Đồng thời nó tăng lực chiến cho anh em. Cái game này thì không có hệ thống trang bị gì nhá, không hề có hệ thống trang bị cho nhân vật luôn mà chỉ có tập trung vào hệ thống võ công thôi và nâng cấp những cái võ công rồi bí kíp tâm pháp gì đó, chỉ vậy thôi. Còn hệ thống không có hệ thống lắp trang bị vào cho nhân vật. Cái game tôi cũng là đại hiệp này thì tập trung vào hệ thống võ công rất là nhiều luôn. Để lập các bạn có thể làm trưởng môn lập phái ra nhưng mà phải đáp ứng đủ điều kiện nhá, qua ải này rồi đủ lực chiến thì mới lập được võ công. Rồi cái phần trang bị, cái trang bị lúc ấy mình kiếm được nó gọi là võ lâm bí bảo nhá. Còn cái này là phần dược điền để dùng để nhận thưởng nhanh điểm tu luyện bằng cách là xem quảng cáo. Đấy, sau có thời gian thì các bạn trồng nấm, khi mà nó lớn lên thì các bạn thể nhận thu hoạch. Rồi mình sẽ tua qua cái phần quảng cáo nhá. Rồi. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục đánh khiêu chiến. Đấy, anh em hoàn toàn có thể bỏ qua nhanh nhá. Game nó sẽ không nhấn mạnh quá nhiều vào việc là các bạn chiến đấu đâu. Mà chủ yếu là các anh em đi đấy, nâng học bí kíp võ công thôi. Các bạn thể nâng lên này. Rồi chúng ta có phần nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ nhận thưởng này. Mua phúc lợi này, mất 100 kim bảo thôi. Mua luôn. Mình chưa đủ điểm tu luyện để có thể gọi là mở khóa kỹ năng mới. Tiếp tục treo máy. Game này thì treo máy là chính thôi. Ngay cả khi các bạn offline thì cũng có thể treo máy được. Nhìn chung thì game này nó sẽ không tốn nhiều thời gian để chơi nha. Anh em mang tính yếu tố giải trí cũng khá là cao. Đó, nếu mà anh em nào mà thích thì có thể treo máy và chơi thử. Nói chung là mình cũng khá là ấn tượng. Game chơi cũng khá là bành cuốn. Mình nói chung là cậu vàng cũng khá là thích. Cảm thấy rất là thú vị đấy chứ, bởi vì các bạn nó cũng chơi cũng không mất thời gian lắm và cách chơi nó cũng rất là đơn giản, ai cũng để hiểu được một cái lối chơi đặc trưng của dòng game nhập vai rảnh tay, hay còn gọi là nhập vai dàn nhàn rỗi, rồi hoặc là tên tiếng Anh là idle RPG. Đấy, nói chung là cái thể loại game rảnh tay đợt này nó quá là hot luôn, bởi vì là anh em chơi game nhập vai mà không cần phải tốn quá nhiều thời gian để thao tác trên màn hình cũng như là cầm điện thoại chơi. Nói chung là chơi trên điện thoại thì anh em biết là cầm lâu rất là mỏi tay và mang yếu tố giải trí thời gian ngắn thôi.
kiểu rảnh rảnh anh em lôi điện thoại ra làm bán giải trí, làm chơi vài bỏ 10 15 phút ra chơi game giải trí thôi, không không muốn mất thời gian quá nhiều ấy. Thì những con game rảnh tay như cái con tôi cũng là đại hiệp này đáp ứng nhu cầu của anh em rất là ok, mang yếu tố giải trí rất là ok nha. Hệ thống võ công trong game được thể hiện rất là bắt mắt luôn, đậm chất kiếm hiệp, mình rất là thích. Cái game này thì nó nhẹ thôi, nó rất là nhẹ, nó chỉ có khoảng mấy chục mê thì phải, mấy trăm mê thì phải, nói chung là nhẹ lắm, game rất là nhẹ luôn đấy. Khoảng 200 mê, khoảng 200 mê, 300 mê, chính xác là 300 mê thôi, rất là nhẹ. Đây, mỗi cái địa điểm các bạn đi qua thì cũng có phần cốt truyện khá là rõ ràng để các bạn theo dõi. Ồ, đơn giản là vậy thôi, chúng ta cũng thời gian thì mình cũng không có gì nhiều để giới thiệu với anh em. Cái con game tôi cũng là đại hiệp này thì cách chơi nó khá là đơn giản nhưng mà cuốn, phải công nhận là game chơi rất là thú vị. Đấy, sau này các bạn phải học và cường hóa rồi nâng tu vi này nọ rồi võ công nhá. Chúng ta có phần hoạt động này. Đó, sao chỉ chủ yếu tập trung vào nâng cấp võ công thôi. Ok, như vậy là cậu Vàng cũng giới thiệu nhanh cho anh em về con game mobile có tên gọi là tôi cũng là đại hiệp, con game nhập vai rảnh tay cũng khá là thú vị. Bạn nào muốn chơi game thì có thể tải game trên Google Play nhá. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video này của cậu Vàng. Bạn nào mà thấy hay đừng quên like, share, chia sẻ cũng như là subscribe cho kênh Top Game Online để ủng hộ cho mình nhá. Bây giờ thì xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye.